Wow, hello tâm anh, chào các bạn nha. Wow, cha cha các bạn ơi, hôm nay mình lại tìm được cái gì đây? Wow, xe đồ chơi các bạn ơi. Wow, hôm nay mình tìm được rất là nhiều xe đồ chơi nè. Wow, mình thấy trên này có rất là nhiều đồ chơi con vật nữa nè các bạn ơi. Wow, đây mình thấy có một cái đồ chơi con vật gì đây, nhìn khổng lồ dữ ta. Wow, to lắm các bạn ơi. Wow, đồ chơi con vật xịn sò chưa. Wow, xe đồ chơi nhìn cũng thấy đã lắm các bạn ơi. Wow, đằng này mình thấy có bác tài xế đang ngồi lái này các bạn ơi. Wow, đã chưa. Wow, mặt nạ nè. Wow, xe đồ chơi gì đây nhìn đã lắm các bạn ơi. Wow, mặt nạ nhìn rất là ngầu luôn. Wow, mình rất là thích xe đồ chơi. Wow các bạn ơi. Wow, cái tay của mình cũng dính cái gì mà y như màu đồ chơi nè các bạn ơi. Wow, xe đồ chơi đi bị dính cái gì nè. Wow, cái tay của mình cũng dính y như đồ chơi luôn rồi. Wow, cha, xe đồ chơi đằng này mình thấy có hai bác tài xế đang ngồi lái đã chưa. Wow, đã chưa. Cho vào rổ lấy, lát mình đi rửa mình xem đồ chơi nó xịn sò nó như thế nào. Wow, nhiều đồ chơi con vật quá các bạn ơi. Wow, cái con gì đây mình thấy nó có rất là nhiều cái chân luôn nè. Đã chưa. Wow. Wow, xe đồ chơi nữa này các bạn ơi. Mình rất là thích. Wow, xe của Ly. Wow, cái mặt nạ gì đây nhìn thấy là ngầu nghe các bạn nha. Wow. Wow, đấy, cái gì đây ta. Rồi mình sẽ cho vào đây nha. Wow, xe đồ chơi bự nè các bạn ơi. Wow, xe đồ bự xịn sò chưa. Wow, xe đã lắm nè. Rồi vào luôn, mình rất là thích đồ chơi xe các bạn ơi. Wow, lại xe bự nữa nè các bạn ơi. Mình nhai nhiều, rất là nhiều xe đồ chơi bự luôn các bạn ơi. Wow, cái tay của mình cũng vẫn thấy y đồ chơi luôn. Wow, chà, thích lắm các bạn ơi, đồ chơi mình rất là thích luôn. Wow, cái tay của mình y như là đồ chơi rồi. Wow, cái mặt nạ gì đây nhìn cũng ngầu lắm đấy. Cho hết vào cái rổ của mình. Wow, xe nữa nè các bạn ơi. Wow, hôm nay rất là nhiều xe đồ chơi luôn, rất là thích nha. Wow, wow, xe này. Đây các bạn ơi, một con gì đây nhìn khổng lồ lắm nè, to chưa. Wow, rồi mình sẽ nhặt nó vào cái rổ luôn nha. Các bạn ơi, wow, nó kén cái tay của mình các bạn ơi. Wow, cái con gì mà nó hung dữ ta. Wow, nó có rất là nhiều cái răng này các bạn ơi. Cái con này gì mà nó có nhiều cái răng sắc nhọn lắm, nó kén cái tay của mình nè. Wow, sợ ghê. Rồi mình sẽ cho hết vào cái rổ đi. Wow, cái tay của mình cũng y như là đồ chơi luôn rồi. Wow, thôi bây giờ mình sẽ đem hết đồ chơi để mình rửa, mình xem nó thật là sạch, mình xem tới đồ chơi nó xịn sò nó như thế nào nha các bạn nha. Wow, các bạn ơi, cái tay của mình cũng y như là màu đồ chơi luôn rồi. Wow, thôi bây giờ mình sẽ rửa cái tay của mình nó thật là sạch trước nha các bạn nha. Wow, sạch rất lắm các bạn ơi. Wow, cái tay của mình được rửa sạch rồi nè. Rồi bây giờ mình sẽ rửa đồ xe đồ chơi trước cho các bạn xem. Wow, thôi có một cái mặt nạ, mình sẽ rửa mặt nạ nha. Wow, mặt nạ gì đây. Wow, một cái mặt nạ màu xanh. Các bạn ơi, cái mặt nạ gì nhìn rất là ngầu ta. Các bạn biết chưa, mình biết rồi. Đây là một cái mặt nạ siêu nhân robot. Wow, mặt nạ đeo vào mà đi chơi thì rất là ngầu luôn này các bạn ơi. Wow, đã chưa. Hay, rồi mình sẽ rửa xe đồ chơi đi. Xe đồ chơi bự nè các bạn ơi. Wow, xe đồ bự lắm nha. Chà, mình rất là thích xe đồ chơi bự lắm nè. Wow, sạch xa các bạn ơi, mình thấy cái xe đây, cái cabin thì màu vàng, đằng sau thì mình thấy có màu xanh nè. Xe đây mình thấy có 6 cái bánh xe nè, có màu trắng và màu đen này các bạn ơi. Wow, xe đồ chơi đi đã chưa. Wow, mình thấy bác tài xế được rửa sạch rồi nè. Wow, các bạn ơi. Wow, các bạn ơi. Mình thấy có cái gì đây nè các bạn ơi. Wow, wow, một con khủng long này các bạn ơi. Wow, một con khủng long ba sừng. Ở đâu mà có con khủng long ba sừng vậy ta. Để mình xem thử các bạn ơi. Wow, để mình xem thử cái xe gì đã. Các bạn ơi, mình biết rồi. Đây là một cái xe chở rác bự nè các bạn ơi. Wow, cái xe chở rác bự nè. Rồi để mình khám phá cái xe chở rác bự nha. Đằng sau nó có một cái nắp nè. Để mình xem thử. Wow, các bạn ơi. Wow, chà các bạn ơi, trong cái xe chở rác là nó có cái con người mặc gì đây. Vậy là con khủng long ba sừng đây là nó ở trong đây, nó bị rớt ra này các bạn ơi. Wow, để mình xem thử, mình kéo ra mình xem cái con gì đây. Wow, các bạn ơi, lại đồ chơi khủng long quá nè. Wow, khủng long nhiều gai. Wow, đinh lưng này nó có rất là nhiều cái gai sắc nhọn này các bạn ơi. Wow,
Wow, đi mình xem thấy còn hay không. Wow, quá các bạn, ơi. Wow, trong này mình thấy còn một con này nữa nè. Wow. Chà rồi, để mình xem thử con gì đây các bạn ơi. Wow. Wow, các bạn ơi, đồ chơi con vật khủng long nhiều gai nè. Wow, đã chưa? Để mình xem thấy còn hay không các bạn ơi. Wow. À, hết rồi các bạn ơi. Wow, trong cái xe chở rác bự đi có 3 đồ chơi khủng long luôn. Đã chưa các bạn ơi? Wow, xịn trò nha. Ha, à, đã thích lắm các bạn ơi. Rồi để mình xem thử nha. À, mình sẽ rửa xe đồ chơi tiếp đi. Wow, đã lắm các bạn ơi. Wow, hai xe đồ chơi gì đây các bạn ơi? Xịn trò chưa? Hai, để mình xem thử nè. Wow, wow các bạn ơi. À, đây là một cái xe máy múc nè, xe múc đất và múc cát nè các bạn ơi. Wow, quá wow, xe đi dây vòng tròn được luôn. Đã nha, mình rất là thích luôn. Rồi để mình xem xe đây đi. Wow, đây là một cái xe bầu nè các bạn ơi. Đã chưa? Wow, rồi để mình xem thấy còn đồ chơi xe đâu. Thôi, xe đây đi, xe bự đi. Wow, xe bự thích lắm nha. Wow, xe bự xịn sò đây các bạn ơi. Wow, wow các bạn ơi, một đồ chơi xe bự màu đỏ nè. Wow, ấy các bạn ơi, mình thấy nó rớt cái gì đây nè. Wow, cái đây là cái gì ta? À các bạn ơi, mình biết rồi, cái đây là nó gắn vào chỗ đây nè các bạn ơi. À, để mình sẽ gắn vào mình xem cái xe đồ chơi gì nha. Rồi xong rồi các bạn ơi. Wow, xe gì đây ta? Wow, xe này có 2 bác tài xế màu xanh đang ngồi lái nè. À, mình biết rồi các bạn ơi. Wow, đây là một cái xe năng cứu hộ trong đội xe chữa cháy này các bạn ơi. Wow, đã chưa? Wow, cái xe này xịn sò và mới lắm nha. Rồi, còn rất là nhiều xe đồ chơi nữa này các bạn ơi. Wow, mình sẽ rửa hết xe đồ chơi cho các bạn xem trước đi. Wow, cha cha, đã chưa? Để mình xem xe đây là xe gì đây. Wow, M8. Wow, xe gì ta? À, mình biết rồi các bạn ơi. Wow, đây là một cái xe trộn bê tông nè. Wow, đã chưa? Wow, wow các bạn ơi, đây xe M8, đây là một cái xe ô tô bên. Wow, free xe 4 cây xe đồ chơi một chỗ này có giống nhau nè các bạn ơi. Wow, đã chưa? À, các bạn ơi, mình thấy còn xe cu ly nè. Để mình xem thấy xe cu ly gì đã nha. À, wow, mình thấy 4 đồ chơi xe cu ly đã lắm này các bạn ơi. Wow, xe cu ly gì đây? Wow. À các bạn ơi, wow, xe cu ly đua. Wow, ở đây là 4 xe cu ly đua luôn này các bạn ơi. Wow, đã chưa, thích không? Wow, một cái mặt nạ gì đây nữa này các bạn ơi. Wow, một cái mặt nạ người đen. Wow, mặt nạ gì ta? Đây mình xem tới nè. Wow, các bạn ơi, mặt nạ gì đây nè. À, các bạn biết chưa? Mình biết rồi. Wow, đây là một cái mặt nạ siêu nhân người thú này các bạn ơi. Wow, vậy là hôm nay mình được 2 cái đồ chơi cái mặt nạ đã lắm nha. Rồi, còn một cái xe đồ chơi bự này các bạn ơi. Wow, xe đồ chơi bự. À, đã chưa? Wow. Để mình xem đi các bạn ơi. Wow, xe đồ chơi đây mình thấy cái cabin là màu xanh nước biển. Mà sau thì màu vàng nè, đây có màu đỏ nè các bạn ơi. Wow, hai bác tài xế thì màu cam. Rồi để mình xem cái xe gì. À, các bạn biết chưa? Wow, mình lại biết xe đã xe rồi, xe gì rồi nha. Đây là một cái xe ô tô bên bự nè các bạn ơi. Wow, xe ô tô bên bự xịn sò chưa? Wow, mình rất là thích luôn. Wow, các bạn ơi, hôm nay rất là nhiều xe đồ chơi. Rồi, bây giờ mình sẽ rửa đồ chơi con vật đi. Mình sẽ rửa cái con gì đây mà nó cắn cái tay của mình này các bạn ơi. Rồi, mình sẽ không có nắm vào cái đầu của nó đâu. Cái miệng của nó sẽ cắn cái tay của mình nha. Wow. Wow, rất là sạch rồi các bạn ơi. Wow, để mình xem thử nè. Đây là cái con gì nha, các bạn biết chưa? Wow. Hay con gì ta? À, mình biết rồi các bạn ơi. Wow, nó có rất là nhiều cái răng sắc nhọn nè. Sợ chưa? Hàng gì nó cắn cái tay của mình đó các bạn ơi. Wow. Wow. Hay à, cái con đây mình. À, các bạn ơi, hình như con này nó có một cái đuôi nữa hay sao á. Rồi, mình sẽ để đây, mình sẽ kiếm cái đuôi của nó trong này có hay không nha. À, các bạn xem thấy có cái đuôi của nó trong này không các bạn ơi. Wow, để mình sẽ... À, mình thấy rồi nè các bạn ơi. Đây, ha ha, wow. À, các bạn ơi, đây là cái đuôi của nó nè. Đó,
rồi, cái đuôi của nó mình sẽ gắn vào chỗ nào ta? Mình sẽ gắn vào đây đi. Các bạn ơi, đúng rồi, mình sẽ gắn vào chỗ đây nha. Wow, bị rớt rồi các bạn ơi. Rồi, wow, được rồi các bạn ơi. Wow, được chưa? Đây là một đồ chơi bỏ biên con cá sấu khổng lồ nè các bạn ơi. Wow, nó rất là to, rất là khổng lồ luôn nè các bạn ơi. Wow, con cá sấu khổng lồ rất là nhiều cái răng sắc nhọn luôn. Wow, đã chưa? Hôm nay rất là thích luôn, rất là nhiều đồ chơi khủng long. Con cá sấu khổng lồ to đã nha các bạn nha. Wow, đây mình xem cái con này là con gì. Các bạn ơi, wow, đây là đồ chơi con ngựa nè. Wow, một con ngựa, đã chưa? Wow, đây là con gì nè. Con gì ta? Mình biết rồi các bạn ơi. Wow, đây là một con ếch xanh khổng lồ. Wow, đã chưa? Con ếch màu xanh đã lắm nha. Hay, rồi mình xem đi. Hai con này mình thấy giống nhau dữ ta. Wow, các bạn đoán thử hai con này con gì đi. Chưa biết nha. Wow, để mình xem thế này. Mình biết rồi các bạn ơi, các bạn biết chưa? Đây là một con hươu cao cổ. Hai con hươu cao cổ luôn. Wow, đây con hươu cao cổ màu đà và đây con hươu cao cổ màu vàng. Wow, vậy là hôm nay mình có được hai đồ chơi con hươu cao cổ nè. Wow, thích lắm nha. Chà, nhiều đồ chơi quá nha. Wow, để mình xem thế này. Đây là đồ chơi con bò nhỏ nè. Wow, đây là con cừu nè các bạn ơi. Wow, một con ngựa vàng. Các bạn ơi, vậy là hôm nay mình được hai đồ chơi con ngựa nè. Wow, thích lắm nha. Con gì đây ta? Để mình xem thế nè. Wow, một con gà trống màu vàng nè các bạn ơi. Wow, đã chưa? Rồi, gà trống gáy thật là to cho các bạn nghe nha. Wow, gà trống gáy rất là to luôn các bạn ơi. Rất là gà trống nhỏ nhưng mà gáy rất là to luôn. Thật lắm nha. Wow, hai con gì đồ chơi gì đây, mình thấy màu đỏ này các bạn ơi. Wow, để mình xem thử nha, hai con gì đây. Wow, các bạn biết chưa? Wow, đây là khủng long bầu chúa nè. Wow, đồ chơi khủng long bầu chúa này các bạn ơi. Wow, đã chưa, hai đồ chơi khủng long bầu chúa thích nha. Wow, mình rất là thích đồ chơi khủng long bầu chúa luôn á các bạn ơi. Wow, trong này còn hai đồ chơi con vật nữa nè. Wow, đồ chơi con vật gì đây? Wow, Taman các bạn ơi. Wow, lại khủng long bầu chúa nữa nè. Wow, đã chưa, rất là thích đồ chơi khủng long bầu chúa. Hôm nay được 4 đồ chơi khủng long bầu chúa luôn các bạn ơi. Wow, đã chưa? Wow, hôm nay mình được 4 đồ chơi khủng long bầu chúa nè, hươu cao cổ, ngựa vàng nè. Wow, một con cá sấu khổng lồ nè, cái cá tay của mình này các bạn ơi. Wow, và hai cái mặt nạ rất là xịn sò, rất là ngầu, và xe đồ chơi bự luôn. Wow, rất là thích luôn các bạn ơi. Rồi bây giờ mình sẽ đem hết đồ chơi để về mình chơi nha các bạn nha. Hẹn các bạn ở video lần sau nha. Bye bye.